chuyên gia tuyên bố sốc, thế giới linh hồn thật sự tồn tại. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Southampton, Anh, thế giới linh hồn có thật. 40% những người tim ngừng đập có những nhận thức về việc hồn lìa khỏi xác. Từ lâu, công chúng tò mò về việc thế giới linh hồn có thực sự tồn hay không. Bởi lẽ, từ hàng ngàn năm trước, nhiều nền văn minh tin rằng tồn tại thế giới bên kia, nơi linh hồn sẽ đến sau khi qua đời. Do vậy, trong những năm qua, giới khoa học nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng nhằm làm sáng tỏ bí ẩn về sự tồn tại của thế giới linh hồn. Các nhà khoa học thuộc Đại học Southampton, Anh đã thực hiện một nghiên cứu về vấn đề này. Trong vòng 4 năm, họ kiểm tra, thu thập dữ liệu từ 2060 trường hợp tim ngừng đập hoàn toàn tại 15 bệnh viện ở các nước gồm Anh, Mỹ và Áo. Theo kết quả nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện có tới 40% những trường hợp tim ngừng đập có những nhận thức nhất định khi chết lâm sàng. Khi tim đập trở lại, họ nhớ rõ về việc hồn lìa khỏi xác trong khoảng thời gian ngắn. Trong số các trường hợp được nhóm chuyên gia nghiên cứu, một người đàn ông kể rằng đã chứng kiến việc linh hồn của mình rời khỏi thể xác khi tim ngừng đập. Tiếp đến, linh hồn của ông đứng ở góc phòng và chứng kiến các y bác sĩ hồi sức cấp cứu trước khi linh hồn nhập lại vào thể xác. Theo lời kể của người đàn ông trên, sự việc kỳ lạ, bí ẩn trên diễn ra trong 3 phút. Sau khi tỉnh lại và sức khỏe dần ổn định, ông vẫn nhớ rõ từng hành động của bác sĩ, y tá khi họ nỗ lực cứu sống ông khi chết lâm sàng. Chúng tôi kiểm tra và phát hiện não bộ của những người này không còn hoạt động khi tim ngừng đập. Các ghi nhận cho thấy, não bệnh nhân ngừng hoạt động trong khoảng 20 đến 30 giây sau khi tim ngừng đập. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhận thức của bệnh nhân dường như tiếp tục trong khoảng thời gian đó, tiến sĩ Sampania, nhà nghiên cứu tại Đại học Southampton, cho biết. Các nhà khoa học thuộc Đại học Southampton cho hay trong số 2060 trường hợp nghiên cứu, 330 người đã sống lại. 140 người trong số 330 trường hợp vẫn cảm nhận được những gì xảy ra khi họ đang được các bác sĩ cấp cứu khi chết lâm sàng. Những trường hợp trên được giới khoa học gọi là trải nghiệm cận tử. Giới chuyên gia hy vọng những nghiên cứu trong thời gian tới sẽ giúp làm sáng tỏ những bí ẩn về trải nghiệm cận tử một cách chính xác nhất.